Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2021-2022. Tham dự tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành liên quan. Tại hội nghị, Bộ Giáo dục và Đào tạo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm xem xét, xét nhiều vấn đề, trong đó đáng chú ý là sớm thực hiện việc tiêm vắc xin cho giáo viên, học sinh, trưởng mắt là học sinh trung học phổ thông. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, năm học 2020-2021 là năm học đầy khó khăn thách thức khi đại dịch Covid-19 bùng phát tại hầu hết các địa phương trong cả nước tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo đã chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch năm học một cách linh hoạt phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương để cùng cả nước phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả từ kinh nghiệm của năm học trước các địa phương các cơ sở giáo dục đã điều chỉnh linh hoạt kế hoạch dạy học tổ chức dạy học qua internet và trên truyền hình điều chỉnh hình thức kiểm tra đánh giá đảm bảo an toàn cho học sinh sinh viên tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ cấp mầm non là bảy mươi bảy tám tiểu học là sáu mươi chín trung học cơ sở là tám mươi ba ba và trung học phổ thông là chín mươi chín chín bên cạnh đó tổ chức dạy học trực tuyến các cơ sở giáo dục và đào tạo đã chủ động sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị nhà trường quản lý người học và cả quá trình giáo dục đào tạo từng bước thực hiện chuyển đổi số một cách thực chất và có hiệu quả một trăm các cơ sở giáo dục đào tạo đã kết nối internet tốc độ cao chín mươi các trường sử dụng phần mềm quản lý riêng tại thừa thiên huế trong năm học qua công tác đổi mới giáo dục được triển khai có hiệu quả công tác tập huấn đào tạo cán bộ giáo viên được đảm bảo có sáu mươi sáu bảy phần trăm trường đạt chuẩn quốc gia cao hơn mặt bằng chung của toàn quốc thành tích về học sinh đạt giải học sinh giỏi quốc gia quốc tế tăng cả về số lượng và chất lượng đặc biệt tỉnh quan tâm xây dựng môi trường giáo dục xanh sạch sáng trường học hạnh phúc kiểu mẫu lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế cũng đã kiện nghị bộ giáo dục và đào tạo quan tâm hỗ trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của trường trung học phổ thông chuyên quốc học theo nghị quyết 54 của bộ chính trị và các trường học tại địa bàn miền núi nam đông a lưới đồng thời hỗ trợ và tạo điều kiện để xây dựng đại học huế trở thành đại học quốc gia. Đối với năm học mới 2021-2022, toàn ngành giáo dục và đào tạo sẽ chuyển đổi trang thái hoạt động của ngành thích ứng với tình hình mới, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả, các hoạt động dạy học và kiểm tra đánh giá theo hình thức trực tuyến. Ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với ngành y tế và cả địa phương chủ động xây dựng các kịch bản, giải pháp cho tình huống dịch COVID-19 kéo dài và diễn biến phức tạp.